Đừng bật mí nội dung. Em xin mong là
em cũng như tất cả anh chị em diễn viên ở đây sẽ cống hiến, sẽ chơi hết mình, chơi hết cả hết số để mang tới một cái sản phẩm thật là chỉnh chu, thật là tử tế gửi đến khán giả. Và hy vọng trong dịp 30 tháng 4 năm 2024, phim sẽ được sự đón nhận, được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả. Chúc cho phim thành công thắng lợi ạ. Dạ, em là Trần Kim Hải, xin được gửi lời chào tới tất cả các anh chị, các quý, chào thầy cô, chào các anh chị tiền bối cũng như các anh em đồng nghiệp. Một may mắn đối với em, đây là lần thứ hai và lần liên tiếp của em trong trong cái sự làm việc với anh Hải, với chị Hà. Em muốn dành một lời cảm ơn tới các anh chị báo chí trong cái bước ngoặt sự nghiệp của em. Là lần mặt sáu, em luôn xem đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp của em. Em hạnh phúc và em cảm nhận được cái niềm vui kể từ khi mà lần mặt sáu được tất cả mọi người đón nhận. Và lần trở lại lần này cũng là một may mắn lớn đối với em lắm, và em sẽ trân trọng và cố gắng làm thật tốt để cùng với các anh chị em trong ekip gửi tới mọi người một sản phẩm, gửi tới quý vị một sản phẩm chất lượng. Em xin cảm ơn. Em xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới các thầy cô ạ, các anh chị, cô chú, nhà báo, phóng viên và cùng toàn thể các vị khách quý. Em là Thái Vũ, đây là dự án điện ảnh đầu tiên mà em được tham gia và hy vọng là em sẽ cố gắng hoàn thành vai diễn này thật tốt ạ. Em xin cảm ơn mọi người. Vâng, còn hai nhân vật ở đây còn lại là hai nhân vật có mang đến bộ phim Lật Mặt 7. Vậy thì chúng ta một hóa tay dành cho tất cả diễn viên của Lật Mặt 7 ạ. Vâng ạ, cho có câu hỏi là mình còn câu hỏi là đến từ các chị phóng viên báo chí trong phần chưa hay không ạ? Vâng, còn một số bạn ở đây là lý do là sân khấu mình không đủ chỗ, cho nên tụi con với mấy đứa là xin phép chỉ một số nhân viên trong bộ sườn chính ngồi trên đây. Dạ, những viên ngồi trên đây thì đa phần là những nhân viên sẽ tham gia vai lớn, và hồi nãy MC mình cũng bảo có đọc một số diễn viên ở trong đây thì không đủ chỗ, mong các bạn thông cảm nha. Yeah. Rồi, Lê Hải cũng xin chia sẻ luôn là Lật Mặt phần 7 là cái dự án mà nhiều diễn viên nhất trong cái series Lật Mặt của Lê Hải kỳ này. Khá là nhiều diễn viên nhất. Cái hai nữa là nhiều bối cảnh nhất. Và chắc có lẽ nó nhiều mùa nhất, nó sẽ trải qua 4 mùa. Và có lẽ cái cuối cùng đó là nhiều yêu thương nhất, và Lê Hải sẽ dành cho mọi người. Xin phép bạn. Vâng ạ, và bây giờ thì chính bản thân đạo diễn chính của chúng ta cũng đang rất là muốn nhận được những câu hỏi, những sự quan tâm của quý chị phóng viên báo chí. Xin mời các chị sẽ cùng giơ tay của mình lên thì các bạn sẽ chúng ta đã có câu hỏi đầu tiên ạ. Xin được mời anh Hùng. Và ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi lên rừng là trên Lâm Đồng là nhiều bối cảnh trên Lâm Đồng, đúng nghĩa là lên rừng rồi xuống biển, đó là trải dài nhiều bối cảnh và nhiều mùa xảy ra trên trong câu chuyện của mình. Đỉnh não rồi. Cái tiếp theo là có một cái cảnh quay nào bom tấn không anh, cháy nổ ác dạ. Mỗi một năm thì Lý Hải sẽ có làm một cái điều gì đó mang đến một cái trải nghiệm mới cho quý vị khán giả, thì chắc có lẽ là đối với thương hiệu Lý Hải sẽ có chia sẻ tham gia được in niệm. Và cái đó lúc đó Lý Hải sẽ công bố, chắc chắn là sẽ có.
dòng phim hay chỉ cái xem phim hành động, dòng hành động không, thì như thế thì bản thân Lý Hải sẽ không được học hỏi và không có cái cơ hội để mình trải nghiệm qua những cái dòng phim khác. Chính vì thế mà mỗi một năm Lý Hải đều làm một cái gì đó mới để cho bản thân của mình có cơ hội trải nghiệm, ekip có cơ hội trải nghiệm và khán giả sẽ không bị đóng đinh đóng khuôn, lúc nào cũng là Lý Hải chỉ biết làm phim hành động. Tiếp theo, em thấy là ba câu rồi anh Hùng, mình còn sót cái câu thứ tư em quên mất. Có luôn, năm nay sẽ có một tội cảnh đầu tư điện tử nhà em. Là khỏi xin luôn hả chị? Là như một sự thật luôn rồi, đến bây giờ là phải là tất cả mọi thứ mà về đầu tư trong phim thì chắc chắn là đều là hàng hay bất cứ nhà sản xuất nào đó, nếu mà bác em lại thì em nghĩ rằng là sẽ không thể cho được không. Dạ, xin cảm ơn anh chị ạ. Thì cái việc tìm kiếm diễn viên rất là quan trọng. Làm sao để tìm một cái nhân tố mới, một diễn viên mới hay diễn viên cũ, miễn sao rằng anh hợp vai, dù anh ở đâu tôi cũng moi ra. Đó là cái tiêu chí của Lý Hải. Thì và Hà Trung Minh Thường xin trả lời cái gì đó. Alo. Đầu tiên kia cho anh Trung Cường cũng lâu lắm rồi không có đứng trước quý vị, sẵn đây thì cho Cường gửi lời chào quý vị. Quý vị khỏe không? Lâu lắm mới gặp nhau. Anh Hải nhất định phải là, không phải là anh Hải chọn Cường đâu, không phải là cái, nhưng mà cái nhân vật, thật ra nhân vật là cái người mà làm cho anh Hải cùng với ekip là chọn Cường thôi. Câu chuyện của Cường thì nó cũng là một cái câu chuyện dường như là Cường đang đi cái hướng tự lạnh giống như anh Hải. 12 năm qua khi ở Mỹ thì có rất nhiều chuyện xảy ra đối với Cường. Nó nặng đến mức độ là dường như là bác sĩ phải gọi, nếu mà 2 tiếng bác sĩ gọi mà không có bắt máy là xe cứu thương sẽ tới nhà. Và bác sĩ nói là Cường sẽ chết bất kỳ lúc nào. Và chính vì cái nhân vật mà trong kịch bản á nó có hơi một xíu giống với Cường, nên là mọi người có đề xuất là mời Cường tham gia. Mà Cường tham gia thì cũng như casting với bao nhiêu người khác thôi, bên này casting thì bên kia Cường cũng phải casting. Anh Hải đưa ra cái đề như vậy phải làm giống như vậy, phải quay. Mà lúc đó Cường đang ở một cái quán cà phê á, Starbucks ở bên Mỹ đông người lắm, mà tự nhiên mình phải ngồi mình khóc lóc, mình làm lớn chuyện với người ta ở ngoài đó. Và cuối cùng nhờ như vậy mà anh Hải chọn Cường. Đây cũng là cảm ơn Hải, cảm ơn Hà, cảm ơn cả ekip, cảm ơn các anh em. Cái cảm giác mà vừa rồi mới tập thoại ở nhà anh Hải đó, bản thân Cường rớt nước mắt. Cường nhớ là cái cảnh mà ăn cơm đoàn phim á, nó không có cao cấp gì hết, nó không có phải là cao lương quý vị gì hết. Nhưng mà bên trong Cường rất là vui. Cường ăn những cái tinh hoa nhất thế giới mà sao nó không có vui mà. Chính vì vậy mà cái lần quyết định vài lần này là một cái quyết định nó cực kỳ khó đối với Cường. Khó bởi vì biết là mày có cảm nhận được 12 năm qua Cường biến mất trong lúc mình đang ở một cái sự yêu thương của rất nhiều người. Và Cường mặc cảm cái gì sau cái chuyện đó mình không có thành công, mình thấy mình có lỗi gì không. Và cuối cùng cái câu chuyện đó thì Cường sau bao nhiêu cái lỗi lầm đó, Cường mong muốn rằng mình phải sửa lỗi. Bản thân mình xác định được mình vẫn là con người bình thường, mình chắc chắn phải có lỗi lầm. Và khi mình có lỗi thì mình phải biết sửa lỗi. Mục đích Cường quay lại đây để Cường nói cho quý vị biết là nếu như Cường không chết ở bệnh viện, Cường không chết cho những bệnh ở bên kia, Cường quay về Việt Nam, Cường sẽ chết cho mình ở bên này. Nên đây là cái tâm huyết mà Cường mong muốn để quay trở về cho quý vị. Cường sẵn sàng chết sân khấu chết trên trường quay. Để cảm ơn tổ nghiệp thật sự là đã cho Cường rất là nhiều thứ mà 12 năm qua Cường không biết chữ. 12 năm qua Cường không biết cái đó là quý của mình. Và cái sự trở lại kỳ này nó không phải là để chứng minh là mình phải nổi tiếng hay là mình chứng minh mình cái gì cả. Nhưng mà nó thuộc về sự cống hiến nhiều hơn, nó thuộc về cái
cái mong muốn tổ cho, nghiệp cho, thì mình phải có trách nhiệm, phải làm cái chuyện đó để giúp lại cái nền điện ảnh nhỏ của mình. Và mục đích của lần cuối cùng nữa, sau cái phim công chiếu cái ngày 30/4 thì Cường cũng sẽ đi studio và cũng xin anh Hải là cho cô phát hành ở bên Mỹ, trên thị trường bên Mỹ, để cùng giới thiệu cho cộng đồng bên Mỹ, kiều bào bên Mỹ và những cái nước lân cận ở Mỹ biết được phim Việt Nam, biết được văn hóa Việt Nam của mình. Sau khi Cường lăn lộn vất vả trên lên trên xuống bên Mỹ, thì hy vọng cái lần cuối cùng này cũng làm được gì đó cho mọi người, cho cả nhà, cho những ảnh nhỏ của mình. Cảm ơn quý vị.